Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiển trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Kinh Đô Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai vàng tại bãi biển của anh chàng ở thành phố Cần Thơ hết cô chú anh chị. Dạ, mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho anh ủng hộ kênh ạ. Anh xin phép video chia sẻ cùng cô chú anh chị ha. Dạ, lô phôi mai hôm nay đa số là mai vàng nha cô chú anh chị. Có một cây phôi tứ quý lục lực nha cô chú. Dạ, đế đẹp đến nơi mà cốt cành đều luôn ạ. Cô chú anh chị mình xem clip tới ưng ý khi nào mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Trạng giúp em cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ, phôi tứ quý mình ghép với siêu bông bình lợi đế nơm nữa nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi, em xin phép video clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ, em xin chào anh chị. Rồi, anh chào Phương, anh chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Kinh Đô Hậu Giang ha. Rồi hôm nay về cái lô mai có cây siêu bông đại tứ quý anh chị với lô phôi mai vàng phôi tứ quý. Rồi rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ nha. Rồi mã số hôm nay là mã số 1. Dạ. Một cây bình lợi ghép tứ quý anh chị. Đế nơm. Hàng thần chậu anh chị, cái này đế nó sâu tới hơn nửa chậu anh chị. Cái này bộ đế dài lắm. Nào cô chú anh chị nào cần hình của cái phôi này em chụp cho chứ. Cái này đế sâu lắm nha anh chị. Mình ghép siêu bông mình lại cũng được 4 bo nha cô chú anh chị, thằng ấm thằng ha. Này hôm qua em trở về nó hơi dập lá xíu không sao anh chị. Dạ. Sung lắm, tứ quý ghép lại là sung lắm chị. Cái mặt này trang thú anh chị nè. Đó. Ừ. Dán cái chèn dán thú hoành là 22 hoành. Dạ. Chiều cao là được 72, đế sổ cao là 32, cành bay nó là được 63. Rồi mã số 1 cây tứ quý này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 4.300.000 anh chị. 4.300.000 luôn chậu luôn ha. Đúng rồi, tứ quý cái số còn lại. Rồi. Rồi mã số 2 là một phôi mai vàng lục lực. Đó. Đi nè. Con rễ cũng bự bự không mà có chú gì nha. Ừ. Này tay cành anh chị lập tay nhanh chơi nè. Rồi cái này hoành được 21. Chiều cao là 37. Đế sổ nôm là được 22. Đó. Rồi mã số 2. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 680k. Dạ, không có sai cô chú. Này đường kính bầu được 36 nha anh chị. 680. Rồi mã số 3. Dạ, đến nôm luôn nha cô chú anh chị. Mã số 3 là một phôi mai vàng đến nôm cây quái anh chị ơi. Cái này chen như cái sừng này anh chị. Có cốt cành sẵn thiết rồi chơi ha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. 25 hoành. Chiều cao là được 48. Đế nơm là 24. Rồi, mã số 3 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000 anh chị. Dạ. Quay lẹ luôn. Mã số 4. Một cây tứ quý anh chị. Một cây tứ quý lùng lực. Cái củ cho bá luôn cô. Đế có đế luôn à. Này đế đều chưa anh chị, 24 giờ luôn á. Ép chậu cho bao sai cơ đó cô chú. Này hoành là được 28 hoành. Dạ. Cái hoành cái cũ này là được 45. Nghe rồi. Chiều cao là được 38. Sổ nôm cao là được 21. Rồi mã số 4 cái tứ quý này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 anh chị. Ở này anh chị mình vô ép chậu ha anh chị. Để coi. Cái này đường kính bầu là 37 anh chị ơi. Này ép chậu chậu 4 nó vô chậu 4 3.5 không vừa nổi đâu. Còn chậu 3.5 thì phải chặt bớt. Dạ. Rồi. Mã số 5 là một phôi mai giả hữu đức. Một cốt trực chi cành tứ diện ha cô chú anh chị. Này cây này nó đang đâm tược cô chú mình đi thăm sưu tầm ha. Anh xin số đo luôn nha. Cây này hoành là 22.
chiều cao là 76, đường kính bầu là 32, rồi 720 ngàn dê, mã số 5. 720 ngàn. Mã số 6. Em này cũng một cốt chi cành đóng tứ diện luôn á cô chú anh chị. Trời đang chuyển mưa nên hơi tối xíu, cô chú mình thông cảm em nha. Cây một cốt đế sổ nôm cao hả anh chị? Nó cũ nở đế luôn á cô chú anh chị. Tay cành đóng tứ diện luôn. 26 hoành. Cái cũ nở là được 33. Chiều cao là 86. Đế nôm cao là 20. Rồi mã số 16 xin giao lưu 850 gì? Số 6. Số 6 850. Sao 850? Rồi mã số 7. Rồi một phôi mai giảo rất luôn chị. Dán hơi siêu và cốt cành đều. Này trồng từ hộp anh chị giảo riêng luôn ha. Cũ nhìn thấy thông lắm nha cô chú anh chị. Cũ mà tay cành nó đều ha. Rồi, em xin số 2 luôn nha. Rồi cái cũ này được 33. Mình thăng được 21. Đế sổ cao là 24. Chiều cao là 93. Rồi mã số 7 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 ngàn chị. Dạ. Dạ. Dạ số 8, cây này thích hợp cô chú mình thôi là phôm tàn thông hết cô chú. Rồi, nhỉ? Một cây một cốt tàn thông, đế cũ, đế nôm. Da đế cũng khá là đều á cô chú chị. Tài cành nóng đều hết chị. Hoành là 23. Chiều cao 100. Đường kính bầu là 37. Rồi mã số 8 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 gì? Dạ. Rồi mã số 9. Dạ, em này thì chi cành kích gịch luôn nha cô chú anh chị, gió ngọt luôn à. Cây này một cốt tầng thông, tay cành tứ diện anh chị. Cây này mấy nách này bẻ sụ hết trơn nè. Đế cũ nữa. Cái này hàng xưa nó đóng như sắp trên kia. Rồi cái này hoành 23 hoành. Dạ. Cái củ đặc này là được 35. Có xíu xíu à, có chiều cao 1m. Ngang là 58. Rồi mã số 9 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 gì? Dạ. Mã số 10. Mã số 10. Đế sổ đứng mà còn để bự bự không à cô chú chị. Cái này đế còn ăn dưa hơn ở bầu anh chị. Này đế sổ nôm cao là 30. Cái cũ là 43. Hoành thăng là 22. Chiều cao là 78. Rồi mã số 10 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 gì. Mã số 11 là một cây giảo. Đó, dán chịt một cốt anh chị. Tay cành đóng đều, đế nở đế đều anh chị 24 giờ. Nở cũ nở đế luôn vậy coi thấy à. Dạ, em sẽ số 2 luôn ạ. Cái cũ này là được 35. Mình thăng là 23. Chiều cao là 86. Rồi mã số 11 xin giao lưu 800 gì. Dạ. Mã số 12. Mã số 12. Rồi một phôi mai về anh chị. Rồi cái này đế cũ anh chị. Dán hơi siêu mà cũ nở. Đế nè. Đế cũ đế đều 24 giờ luôn ha. Dạ. Một cốt anh chị. Đó. Dán hơi lắc nhẹ anh chị, chật lắc ha. Phần có chút xíu rồi cô chú anh chị. Cái cũ đế đặt này là được 76. Hoành thăng là 23. Đế nôm là 22. Chiều cao 72. Đường kính bầu là 42. Rồi mã số 12 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.000.000 dê. Yeah. Yeah. Mã số 13. Em thì cũng không cao một cốt. Cốt cành đóng tứ diện hay cô chú anh chị? Trời. Ở đế nè. Yeah.
Đế con bự bự con mà cô chú anh chị nha. Quay. Dạ. Đế đẹp anh chị, nên ôm đều cho ha. 21 vành. Dạ. Chiều cao 92. Đường kính màu 42. Rồi mã số 13 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 850. Dạ. 14. Cây này chi cành nóng kích kịch luôn đó nha cô chú anh chị ha. Chót ngọn còn có xíu thôi à. Rồi, đế thì đều dách luôn nha cô chú anh chị. Cái này đế 24 giờ luôn mà đế nôm ha anh chị. Dạ. Cao ha. Ở dưới còn đế lót nhiều lắm anh chị. Cái này đế dữ lắm đế. Nở dây đế luôn nha cô chú anh chị ha. Cái này em mà khu bầu dưới nhìn thấy dữ lắm đế, đế cắm tuốt dưới luôn. Đế xong. Cây một cốc giót đọt anh chị. Chi cành xương cá. Dạ. Rồi cây này hoành là được 24 hoành. Nôm cao là được 21. Chiều cao là 1m1. Rồi mã số 14 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.3 dê. Dạ. Mã số 15 là một cây mai vàng anh chị, cây này cây cổ anh chị. Tay cành gỗ nhạo đế xù anh chị. Dạ, trực lắc luôn ha cô chú anh chị ha. Trực lắc ở tay cành ha chung nhạo cho ha. Này là mới lên sụ chảy cho anh chị, cục cục như ha. Cây này cũng lão làng lắm đó cô chú anh chị. Thân thì nó ngu nặng chân cái đường thân rất là khéo nha cô chú. Cái này bốn mấy năm nha anh chị. Nguyên cái nồi đế. Nó có củ đặc luôn nha cô chú anh chị nha. Cái phần đế này nó cũng lên da me hết trơn luôn á cô chú. Đế lên da me 100%. Cái dách đế bên đây nó đặc quẹo luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha. Em đo chí này là 45 hoành hay gì. Dạ. Đó. Cái củ đặc là được 59. Đo cái củ lửng này anh chị. Củ lửng là được 94 anh chị. Giờ em đo nồi đế này ha. Tấm nồi đế mét rưỡi chứ. Dạ. Này đế sổ cao là được 38. Chiều cao là được 136. Này đường kính bầu nó được 70 nha anh chị. Rồi mã số 15. Cái mai này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 16.800.000 anh chị. Dạ. Cái này tay cành có đều hết trơn hết cô chú. Mình là thích ghét hay mình nói không thì để chơi game hết cô chú chị ha. Nuôi vú bò hết trơn nha cô, tay cành nuôi vú bò nha cô chú chị. Rồi mã số 16 không 15 luôn. Dạ. Cô chú mình xem lại cái phần đế cảm nhận giúp em nha cô chú anh chị. 15. Dạ. Cái này mình lơ vô chậu mình pha cái bộ củ đế này không mà đủ phơi rồi cô chú chị ha. Rồi mã số 15 cũng là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay anh chị. Nói chung là mới bướng về anh chị. Này hôm xử lý chét keo nữa. Dạ. 16.800 em bao ship anh chị mình ha. Rồi, cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ nha anh chị. Rồi. Em xin chào và hẹn lại anh chị ở clip sau nha.